Những ngày qua, mạng xã hội Ấn Độ xôn xao vụ một nữ tiếp viên hàng không làm việc cho Air India Express bị bắt tại sân bay Kanu vì cáo buộc buôn lậu vàng và giấu nó trong trực tràng. Những ngày qua, Ấn Độ xôn xao trước thông tin một nữ tiếp viên hàng không nước này bị bắt tại sân bay với cáo buộc buôn lậu. Theo Tổng cục Tình báo Tiền tệ Ấn Độ, DRI, lực lượng chức năng phát hiện người này giấu 960 gram vàng dạng hỗn hợp trong trực tràng. Dù việc buôn lậu vàng qua đường hàng không vốn không hiếm tại Ấn Độ, nhưng đây là lần đầu tiên nghi phạm là một thành viên phi hành đoàn bị phát hiện giấu vật phẩm này trong cơ thể. Việc bắt giữ được thực hiện dựa trên thông tin tình báo cụ thể của Tổng cục Tình báo Tiền tệ Ấn Độ, DRI. Được biết, các nhân viên của Tổng cục của đã chặn nữ tiếp viên hàng không khi vừa hạ cánh xuống sân bay quốc tế Kanu, Ấn Độ, vào ngày 28 tháng 5 được khởi hành từ Muscat khi nhận được thông tin cô đang buôn lậu vàng dưới dạng hỗn hợp. Nhà chức trách cho biết nữ tiếp viên hàng không Surabhi Khatun đã được huấn luyện đặc biệt để buôn lậu 1 kg vàng bằng cách giấu nó trong trực tràng. Cơ quan tình báo đưa ra kết luận này bởi một người chưa qua đào tạo không thể giấu nhiều vàng như vậy trong cơ thể. Không có điều gì bất thường trong dáng đi hay hành vi của Surabhi. Sau cuộc khám xét, người ta đã giúp thu hồi 960 gram vàng nhập lậu ở dạng hỗn hợp từ trực tràng của nữ tiếp viên này. Sau đó, cô ta đã bị tạm giam 14 ngày trong nhà tù dành cho nữ ở Kanu. Trước đó, Tổng cục Tình báo Tiền tệ Ấn Độ, DRI, nhận được báo cáo rằng một số nhóm buôn lậu đào tạo phụ nữ để giấu vàng trong trực tràng. Cơ thể sẽ cố gắng đào thải vật thể lạ, vì thế những người này được đào tạo đặc biệt để kiểm soát được điều này trong nhiều giờ. Truyền thông Ấn Độ cho biết nữ nghi phạm của vụ việc là Surabhi Khatun, 26 tuổi, đến từ Kolkata, là tiếp viên hàng không trên chuyến bay của Air India. Cô này nổi tiếng xinh đẹp và thường xuyên chia sẻ những hình ảnh về cuộc sống sang chảnh lên mạng xã hội. Trang TV9 Hindi dẫn lời nguồn tin từ cơ quan chức năng cho biết Khatun đã nhiều lần buôn lậu vàng trong quá khứ, cũng dùng thủ pháp tương tự. Nếu chót lọt, cô này sẽ nhận được một khoản tiền công nhất định. Hiện tại, Khatun đã bị chuyển đến một nhà tù dành riêng cho nữ, bị tạm giam trong vòng 14 ngày. Nhiều khả năng sau khi thời hạn này kết thúc, một lệnh tạm giam mới dành cho Khatun sẽ được ban bố. Cảnh sát vẫn đang mở rộng điều tra để xác định thêm các nghi phạm liên quan. Nguồn tin từ DRI mới đây cho biết đã bắt được một mắt xích quan trọng của đường dây buôn lậu vàng liên quan đến Khatun. Người đàn ông này có tên Suhai, được cho là kẻ chủ mưu đứng sau vụ việc. Kẻ này đã thực hiện hơn 20 vụ buôn lậu vàng thông qua tiếp viên hàng không. Cơ quan chức năng đang tiếp tục khai thác lời khai từ Suhai. Năm 2020, một người đàn ông bị bắt tại sân bay Kanu ở bang Kerala, Ấn Độ. Vào đầu tuần này, sau khi giới chức sân bay tìm thấy hơn 972 gram vàng dẹt được giấu trong trực tràng của hành khách này, Fox News đưa tin. Các quan chức của đơn vị tình báo hàng không AIU của sân bay đã lấy vàng ra khỏi trực tràng của người đàn ông này. Người đàn ông này giấu vàng trong trực tràng di chuyển từ Dubai, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, UAE, đến Kerala trên một chuyến bay của GoAir, The Nationer cho biết. Tại thời điểm 2020, theo các hãng tin, Ấn Độ đánh thuế 18% đối với vàng. New York Post cho hay 972 gram vàng mà hành khách tìm cách mang vào Ấn Độ có trị giá khoảng 60.000 đô la Mỹ. Tuy nhiên, gần 1 kg vàng kể trên không phải là số vàng nhập lậu duy nhất trên chuyến bay từ Dubai đến Kerala. Các quan chức AIU cũng tìm thấy 1.470 gram vàng ở một hành khách khác. Các quan chức không giải thích nơi cất giấu số vàng lậu này.